Một view nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, ngay khu hành chính trung tâm thị trấn Vĩnh An, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 2 tiếng di chuyển. Ở trên đất có sẵn 300 mét thổ cư với diện tích 9.000 mét vuông, đã có sẵn một căn nhà cấp 4 với diện tích sàn khoảng 110 mét vuông, đầy đủ nội thất máy lạnh. Kết hợp với đấy là một khuôn viên câu cá giải trí, sân vườn, nơi mà anh chị có thể tiếp cho mình những vị khách cực kỳ sang trọng và cực kỳ là thân thiết với gia đình của mình. Với giá trị 11 tỷ thì anh chị có những gì? Bây giờ em xin phép mời anh chị. Nơi mà anh chị cuối tuần có thể dẫn con cái ra câu cá giải trí hàng ngày cực kỳ tuyệt vời luôn. Sau lưng em đây chính là cổng của căn nhà của mình. Đây chính là cổng chính đi vào khu đầu tiên, đó chính là ngôi nhà mà gia chủ đang ở. Thì bây giờ em xin mời quý anh chị đi vào trong để xem có những gì nhé. Con đường của chúng ta đi vào đây là chính là cái cổng chính của mình. Thì vị trí này chúng ta có thể đi xe hơi vào thẳng nơi nha anh chị nhé. Đó. Khi bước vào cái cổng chính của mình, hai bên hông này thì gia chủ có để hai hành lang, anh chị có thể trồng cây cảnh và trồng hoa là anh chị đó. Đây, cho mình có thể trồng cây cảnh và trồng hoa ở đây. Phía bên này chúng ta còn một không gian đất trống để anh chị có thể trồng cây ăn trái. Hiện tại trên đất gia chủ có trồng một cái số cây ăn trái như cây mít này. Mít quả quá trời luôn. Đó, cây mít này. Rồi cây ổi này. Và cây vú sứa cực kỳ lớn này, đó. Thì anh chị có thể trồng thêm một số cây ăn trái mà anh chị thích. Thì đây chính là căn nhà của chúng ta đang ở đây. Với diện tích sàn là khoảng 110 mét vuông nha anh chị nhé. Với công năng đầy đủ là phòng khách, hai phòng ngủ, phòng bếp đầy đủ hết. Rồi, bây giờ phía bên tay trái của chúng ta đó chính là view Đà Lạt anh chị. Em sẽ đi ra đây cho anh chị coi. Đây, em sẽ đứng lên đây nhìn xuống, đó chính là không gian khuôn vườn công cách giải trí của chúng ta ở phía dưới. Rồi, phía bên hông căn nhà mình cũng có một khoảng không luôn. Khoảng đất trống này phù hợp cực kỳ tuyệt vời là anh chị trồng một số cây ăn trái với cả kết hợp với trồng rau nha anh chị nhé. Nhà chủ có trồng sầu riêng này, trồng mít này. Đó, và máy lạnh này, đầy đủ hết này. Chỗ này anh chị có thể làm một khuôn viên trồng rau. Trồng rau bên cạnh hông nhà mình để anh chị có thể ăn rau sạch này kia đầy đủ hết. Rồi, bây giờ em sẽ mời anh chị đi ra xem cái view Đà Lạt của chúng ta nhé. Từ phía trên bất động sản căn nhà chính của chúng ta, mỗi buổi sáng thức dậy thì anh chị sẽ có thể là hưởng cả một không khí cực kỳ mát mẻ khu vực này. Đây chính là khoảng vườn đất lớn ở phía dưới của chúng ta đây. Ở phía dưới này thì gia chủ có trồng một số cây như là cây mì này, cây mít này và một số cây ăn trái khác. Khoảng vườn này nhá, tầm đâu đó tầm khoảng 4 5 sào. Và phía dưới kia chúng ta còn thêm 2 sào mấy 3 sào nữa là ao. Đó, thì bây giờ em sẽ mời anh chị đi xuống phía dưới đấy có cái gì nhá. Sau lưng em đó chính là cái cổng đi đi vào cái khuôn viên câu cá giải trí của mình nhá anh chị nhá. Thì bây giờ em sẽ cho anh chị quay một vòng này. Và phía trên kia đó chính là căn nhà của chúng ta, căn nhà view nhìn xuống phía dưới này. Anh chị thấy không? Đó, căn nhà phía trên đấy hoàn toàn có thể nhìn bao trùm hết khuôn khuôn viên này luôn.
Thì bây giờ em xin mời anh chị đi vào trong để xem cái khu khuôn viên công tác giải trí còn có những gì nhá. Dạ đây, mời anh chị. Bước vào trong khuôn viên ấy thì chúng ta sẽ có một con đường đi dọc phía dưới này. Đó. Thì em thông tin đến anh chị là cái miếng đất này ấy nó cực kỳ hay luôn, là có một dòng suối vây quanh hết xung quanh đằng sau đất của mình. Suối và suối này là suối chảy quanh năm và suối sạch nha anh chị nhé. Em sẽ bay flycam để cho anh chị coi. Rồi. Khi mà đi vào khuôn viên chúng ta là anh chị đó, thì gia chủ có để bên hông này một con đường, đường này gia chủ có trồng một số cây thông này, thì anh chị có thể hoàn toàn trồng thêm một số cây ăn trái ở đây tùy theo ý của mình. Phía bên này có một khoảng vườn trống nữa, gia chủ trồng đu đủ đây anh chị. Nhà đây anh chị, gia chủ có trồng một số cây đu đủ ở đây này, trái rất là xông xuê luôn, chứng tỏ đất ở đây cực kỳ tốt. Ôi thôi, cây này nó chỉ có cao 1,5 m 2 m thôi mà nó trái đầy nhóc luôn, cực kỳ hay. Ôi cái cây này hay là anh chị này, cái cây này cao chắc tầm khoảng nửa mét thôi, 1 m thôi mà trái cây này, ôi ôi đã chưa anh chị. Rồi phía bên này kết hợp với một số cây cóc này, cây ổi này, rất nhiều là cây trái khác đây. Và bên đây thì gia chủ có một cái khuôn viên này là nuôi cá giống này anh chị. Đó, cái nơi này là gia chủ nuôi cá giống ở đây, nuôi bèo, nuôi cá giống ở đây đó, anh chị thấy không? Phía dưới kia chính là ao của chúng ta. Bây giờ mời anh chị xuống dưới đấy nhá. Anh chị ạ, thật sự thì cái ngôi vườn này ấy, cực kỳ tâm huyết đối với gia chủ luôn. Gia chủ bắt đầu từ con số 0 ở đây, từ một miếng đất trống, có một view đồi đi xuống. Gia chủ đã cải tạo thành 100% một nơi nghỉ dưỡng như thế này. Hiện tại bây giờ thì gia chủ muốn sang toàn bộ lại cái phần khuôn viên này cho người có tâm huyết giống như mình. Thì em mời anh chị đi xuống sau nhá, xem cái ngôi nhà của mình phía dưới. Khi mà bước vào khu vực sảnh cái ao của mình ấy, thì chúng ta sẽ có một cái nơi này em sẽ gọi đơn giản là cái chòi đi, để cho anh chị ngồi đây này, tiếp khách ở đây, câu cá giải trí ở đây, uống chè, rồi buổi chiều thì mọi người có thể đến đây chơi chạy nhảy, con cái của mình chơi vui đùa đây thì cực kỳ thoải mái rồi. Cái ao của chúng ta đây, em sẽ mời anh chị xuống xem cái ao đó. Cái ao đây thì gia chủ đã giăng bạt, một số bạt để che bớt nắng đi. Rồi phía bên này chúng ta có một số khuôn viên để nuôi con giống này. Anh chị có thể nuôi rất nhiều mô hình đấy nha, nuôi cá này, nuôi ốc bươu đen này, nuôi ếch này, với diện tích này thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Bây giờ em sẽ mời anh chị đi xuống khuôn viên ở phía dưới để xem cái view suối của mình nha anh chị nhá. Đây anh chị, chúng ta có một cái con đường cổng sau này đi xuống cái suối của chúng ta này. Suối của chúng ta là suối chảy liên tục nha anh chị nhá, suối chảy quanh năm. Rồi em mời anh chị xuống đây. Đó, đây chính là cái đường hành lang của chúng ta này đi quanh suối, và đây chính là suối của chúng ta đây. Suối này là suối lớn và suối chảy liên tục nha anh chị nha. Em sẽ đi vòng sơ sơ lên cho anh chị coi cái suối của mình nhé. Rồi, đó. Ngay view bờ của chúng ta thì anh chị thấy không? Có một hàng cây chuối rồi này. Đây, chủ hầu như là trồng toàn bộ hết trên đất của mình hết. Ấy đây, em chị coi. Đấy, suối lớn anh chị nha. Cái chỗ này mà chúng ta thả cần xuống cho chắc cá đấy, chắc cá rô phi hoặc là cá sặc. Và đây suối của chúng ta ôm trọn lên anh chị này. Đó, anh chị thấy không? Em sẽ đi xuống đây tí xíu cho anh chị coi. Dạ đây chính là cái suối của chúng ta ôm hết cái phần sau đất mình luôn. Ở trên kia có cái cây cầu. Rồi em sẽ quay cho anh chị coi nha. Đấy, ôm hết phần suối của chúng ta này. Ôm qua bên đây và ôm hết cái phần chữ L của cái phần đất của mình luôn. Một bất động sản view suối nha anh chị nha. Chứ không phải. Và suối này là suối lớn chứ không phải suối nhỏ đâu anh chị nhá. Anh chị thấy không? Suối lớn đó. Dạ đấy chính là toàn bộ thông tin của bất động sản này. Thì anh chị em nào có muốn nhu cầu để biết thông tin thêm về bất động sản này, muốn xem trực tiếp, muốn làm việc với chính chủ thì alo cho em qua số điện thoại là 0772088263. Em sẽ dẫn anh chị đến trực tiếp để làm việc trực tiếp với chủ luôn. Hiện tại chủ đang ở trên đất này. Đó. Em cảm ơn quý chị rất nhiều vì đã theo dõi em trong thời gian vừa qua. Em xin cảm ơn quý chị rất nhiều và hẹn anh chị ở đây tiếp theo.